Dạ sáng hôm nay là có chị Trang ở Bình Tân ha. Hôm nay chị Trang ghé ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là hai bộ xi men thương hiệu Gucci nha quý khách. Đây nè quý khách ơi, xi men đợt này về mẫu đẹp lắm. Em mới vừa về một lô hàng xi men á mà bản 4 ly nhiều, 4 ly nhiều mà ni thì có chắc cả ni 48 đến ni 56 trước đó quý khách. Đây trên tay chị đang đeo là hai bộ xi men dập chữ Gucci ha. Rất là đẹp luôn nè. Gucci là nó có phun cát ha. Phút hai hàng bi ạ. À. Hai hàng bi này đẹp quá. Đợt này nó làm mũi nó sâu hơn xíu á. Nhìn cái giác nó rất là sáng luôn. Bản 4 ly nha quý khách nha. Cái này là ni 54 ạ. Hai bộ này là một lượng 3 hơn nè. Một lượng 3 hai con mấy. Quá xuất sắc luôn. 48 triệu hơn nha quý khách nha. Đẹp ghê chị đeo điều yêu nè. Rồi cái lóng tay dài này mà đeo nhẫn rồi thôi còn gì bằng nữa trời. Không đeo nhẫn vô là đẹp lắm luôn á, nhẫn siêu vip mới về nữa kìa. Có em mua rồi. Dạ, em cảm ơn chị Trang nhiều nghe. Cảm ơn chị hôm nay đã đến ủng hộ tiệm em mà. Xin chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. À, tối hôm nay là có gia đình của chị Nga. Hôm nay là gia đình anh chị ghé ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là một chút những cái sản phẩm mà hot nhất hiện nay nha quý khách nha. Đây ạ, à, đây là một mâm hàng mà hôm nay anh chị ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là gồm có dây, mặt, bông tai, vòng và ba chiếc nhẫn nha quý khách nha. Đây em sẽ giới thiệu từng sản phẩm cho quý khách. Đầu tiên sẽ là dây và mặt ha. Dây bi này là đợt này em mới vừa nhập về một lô hàng bi điều ạ. À. Rất là đẹp nha quý khách nha, cái form này là 6 chỉ hơn nha. Cái này nó là móc máy giác mũi xoàn nè. Cái đường máy của nó rất là nhỏ. Nó nhỏ nhưng mà rất là sáng nha, sáng chiếu luôn nha quý khách. Dây bi đều luôn à, và nó có cái tăng lơ luôn nha. Cho nên quý khách đem muốn đeo dài hay là ngắn gì có thể tua ra tua vô được ha. Đây cái mặt hoa này là em mới vừa về một lô hàng hoa đẹp lắm luôn. Mặt hoa này nhìn rất là hay luôn nha. Hộp chủ của nó nè là hộp xoàn nhân tạo nha. Viền là từng cái làm, nó làm từng cái cánh mà vừa cắt máy gì cái tấm. Xung quanh là những cái hoa nhỏ nó kết lại ha. Quá đẹp luôn ạ. Tắt luôn cái dây sáng cực kỳ luôn nè quý khách nè. Rồi cái dây thấy mềm luôn. Rồi cái này em đeo chị luôn nè. Cô bạn thứ mấy lắm. Năm bay trăm giới Dung ăn no. Bạn là có đeo xong hết chưa anh? Trời ơi. Bạn đã xong chưa bạn? Sang trọng ha, rất là đẹp luôn. Đây siêu phẩm đây quý khách ơi, khoe với quý khách hôm nay là cái lô hàng này mới vừa về tất thì luôn. Cái này là vòng bản caro, nhưng mà cái dạng caro này là em mới vừa nhập hàng về chiều nay nha. Đây à, cái mặt của nó là mặt tiền bằng nha. À, thường cái vòng bản caro loại kia thì nó làm dợn nhất nhất luôn, còn cái loại này là nó làm bằng hai đầu ạ. Cái đẹp, cái vòng bản này là nó cao cỡ tầm 7 con nha quý khách ha, 6 con rưỡi 7 con nè, đều hết luôn nè. Caro này là đang là hàng mới nhận hiện nay nha. Quá đẹp. Này, cái này em đi chị ở đâu còn nhiều siêu phẩm mà, để từ từ em sẽ làm cho quý khách nhiều cái ngạc nhiên hơn nè. Quay hôn rồi là bạn còn khổ như thế không? Chị Phương Linh đã tay đeo đẹp quá, tay tròn. Đây, những cái vòng bản này là quá đẹp, sang trọng. Mà những cái hàng bây giờ nó làm theo công nghệ mẫu ý, nó móc máy thôi là nó sáng. Đeo nó sẽ độ bền, nó sẽ bền hơn ha. Đó. Siêu phẩm tiếp theo là một đôi bông. Đẹp chưa quý khách? Nhìn nó rất là nhẹ nhàng nha. Nó cái độ toàn ten của nó cũng vừa phải, chứ nó không có dài quá. Nhưng mà đeo lên rất là sang. Cũng là cắt máy luôn. Em lựa cùng tông tiệp với lại cái vòng nè, với lại dây bi luôn á. Sáng chưa? Bông này đeo đẹp, đeo lên cái nó sáng cái khuôn mặt hẳn. Bông này nó nhẹ quá chị, nó vừa phải thôi. Quý khách nhìn nè, cái độ rơi toàn tay nó rơi vừa phải, nhưng mà đặc biệt nha, cái tròn quen ở trên á là nó vừa với cái tay của chị luôn, nó vừa, nó không dư không bị thiếu nè, cho nên cái độ toàn tay xuống đây nó rơi rơi nhẹ nhẹ rất là đẹp luôn nè. Rồi siêu phẩm tiếp theo, siêu phẩm này là thiệt sự là em nghĩ là sẽ làm mưa làm gió với quý khách là trong vòng những ngày sau này nha. Đây cái hàng này là nhẫn siêu vip nha, cái này là em vừa mới đặt riêng về. Nhà em là có VIP 1, VIP 2, VIP 3 là có đủ loại VIP nha. Là cái lô nhẫn lúc trước.
Còn hôm nay nó ra thêm một cái loại nhẫn mẫu như vậy, một hộp cao ha, viền là tấm nó là cách trên cách dưới ha, viền tròn nè quý khách, viền tròn baguette nha. Trời, cái hộp baguette thì khỏi phê bàn về cái độ sáng nó rất là đẹp luôn ạ. Bên đây nè, vừa tấm baguette lùa nè, vừa tấm chìm nhỏ nè, rồi tấm lớn nè, nó xen rất là đẹp ha, nó cao cấp từng chi tiết luôn à, làm rất là tỉ mỉ nha. Một chiếc nhẫn như vậy trọng lượng của nó phải là 2 chỉ hơn nha quý khách, 3 chỉ 2, chiếc nhẫn như vậy là 3 chỉ 2 nha quý khách nha, rất là đẹp luôn. Thiệt ra tiền nào của đó nha quý khách nha, đeo rất là đáng đồng tiền luôn á. Tiền công nó hơi nhỉnh một xíu nhưng mà nó quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Thường thường mấy chị nghe nó quảng cáo là cái nhẫn giống cái nhẫn hột xoàn 3 tỷ, thì cái này đồng hơn xoàn 3 tỷ, quá đẹp. Này, này là giới thiệu riêng cho chị nè, tại bên trong quầy em đang mới đang lên tem á, chưa có kịp ra ngoài. Này, giới thiệu sản phẩm cho chị để chị đeo về qua dưới để còn giới thiệu bạn bè để đến tiệm em ha. Nó nhìn vào tay chắc thấy vào tay của ai. Và tiếp theo là hai chiếc nhẫn sau cùng, hai chiếc nhẫn này là dợn kim tiền ha, nó làm như là một cái cánh chiên á, làm dợn kim tiền. Này là hai chị em của chị đeo kim tiền, nó làm két này nè, thằng vô ngã cắt máy nè nha, tua là làm cái tấm, hai chiếc giống nhau ạ, đeo cặp ạ. À, cái này chị đeo món nào đây. Chị yêu em mượn tay chị nha, chị đeo món giữa ha. Sản phẩm của tiệm vàng Kim Thành Thảo quý khách ơi, quá đẹp luôn, quá xuất sắc luôn nha. Tổng những cái sản phẩm mà hôm nay chị ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là 93 triệu hơn nha quý khách nha, là gồm cho tất cả hết những sản phẩm hồi nãy là em giới thiệu cho quý khách luôn á. Rồi, em rất là cảm ơn gia đình anh chị, cảm ơn gia đình anh chị hôm nay đã đến ủng hộ tiệm em nha. Cái hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. Trưa hôm nay là có cô Huệ, hôm nay là cô Huệ ghé ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là một bộ hoa mai nha quý khách nha. Cái này là hàng mới về của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha, rất là đẹp quý khách nha. Cái bộ này là gồm có vòng nhẫn mặt và bông tai, hôm nay cô mua 3 món nha. Đây, cái vòng hoa mai 5D này quý khách đẹp chưa? Rất là đẹp nha, xuất sắc luôn quý khách ơi. Cái này là dạng hoa 3 tầng ha, thêm một chiếc nhẫn nè, một dây và một mặt nha quý khách nha, quá đẹp, xuất sắc luôn nè, cả bộ nè quý khách, sang chưa? Hoa mai là tượng trưng cho sự may mắn nha quý khách nha. Này, cả bộ này á, tất cả đều là vàng hết luôn nha, chứ nó không có đính hột gì nha quý khách nha. Đai của nó là có giác lưới hoa cắt máy, cái cánh hoa rất là đẹp luôn nè, làm dợn dợn nha, làm y như là một cái hoa thiệt nha quý khách ha, quá xuất sắc luôn. Cô Huệ con đeo cho cô luôn nha. Đây, mượn cái tay con đeo cho. Bỏ hộp ha, bỏ hộp cho cô. Rồi, cho chị cái hộp gì bỏ cho cô nè. Con rất là cảm ơn cô Huệ nha. Cảm ơn cô hôm nay đã đến ủng hộ tiệm con nha cô. Rồi, cảm ơn con.